MC Thanh Trúc ăn chay trọn đời ở tuổi 25. MC Thanh Trúc cho biết, cô đã muốn làm việc này từ lâu nhưng đến nay mới thực hiện được. MC của bản tin thời sự ANTV chia sẻ cô quyết định ăn chay trường trọn đời từ ngày 19 tháng 7. Lý do được Thanh Trúc đưa ra là, có lẽ phần lớn lý do tôi muốn ăn chay vì những muộn phiền trong cuộc sống của mình, từ xưa đến nay. Tôi muốn ăn chay như một việc giúp mình giảm bớt nghiệp trong cuộc sống. Vì khi ăn chay tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, từ đó cũng điềm tĩnh hơn trong cách đối mặt và xử lý những chuyện không vui trong cuộc sống. Quan trọng hơn là tôi cũng muốn không sát sinh để chia sẻ tình yêu thương với động vật. Tôi có mong muốn ăn chay trường trọn đời từ lâu rồi nhưng vì nhiều lý do nên đến bây giờ mới thực hiện được. Nữ MC sinh năm 1995 coi đây là một bước để đi đến con đường giác ngộ và mong một ngày độ duyên có thể quay về nương tựa nơi cửa Phật. Cô mong muốn mọi cố gắng tích đức của mình, ngày hôm nay chỉ mong con trai có được cuộc đời bình an và hạnh phúc. Trước đó vào đúng sinh nhật con trai 4 tuổi hồi tháng 3, nữ MC 25 tuổi quyết định đi đăng ký hiến tạng là trái tim của mình. Cô muốn việc làm hát có ý nghĩa của mình như món quà cho con trai. Thanh Trúc từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống và một mình sinh con khi mới 21 tuổi. Đây là lý do mà cô muốn làm nhiều việc thiện và ăn chay trường để giảm bớt ưu phiền trong cuộc sống.